Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 trang 52 đến trang 58 sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần viết. Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống. Tức là các em sẽ trao đổi ý kiến, thảo luận hay là tranh biện về một cái hiện tượng từ những cái góc nhìn khác nhau và cái cách thức hiệu quả để mà loại bỏ được những cái định kiến hoặc là quan niệm sai lầm và nhận ra được những cái cách nghĩ đúng đắn tiến bộ. Thì nhờ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống. Nếu việc đọc các văn bản nghị luận giúp em tiếp nhận những cái góc nhìn của người khác, thì việc viết ra cái quan điểm của mình về các hiện tượng trong cuộc sống thì cũng sẽ giúp cho chúng ta chia sẻ với mọi người về góc nhìn của mình. Thì làm thế nào để viết bài văn thể hiện cái suy nghĩ của mình về các hiện tượng trong cuộc sống? Thì bài học này sẽ giúp các em trả lời câu hỏi ấy. Bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, đó là thuộc thể loại nghị luận. Thì trong đó người viết sẽ đưa ra những cái ý kiến của mình về một hiện tượng trong đời sống. Thì yêu cầu đối với kiểu bài này đó là trình bày rõ ràng cái ý kiến về hiện tượng cần bàn luận, rồi nêu rõ cái lý do, bằng chứng để làm sáng tỏ cho cái ý kiến. Bố cục bài viết thì cần đảm bảo là mở bài, thân bài và kết bài. Thì mở bài các em sẽ giới thiệu được cái hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng cái ý kiến của người viết về hiện tượng ấy. Thân bài thì các em sẽ đưa ra được ít nhất hai lý lẽ cụ thể để lý giải cho ý kiến của người viết. Các lý lẽ thì sẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lý. Thì người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp cho người đọc nhận ra cái mạch lập luận. Người viết cần đưa ra được cái bằng chứng để thuyết phục, để làm sáng tỏ lý lẽ. Kết bài thì chúng ta sẽ khẳng định lại cái vấn đề và đưa ra những cái đề xuất. Thì sau đây các em hãy cùng theo dõi cái hướng dẫn phân tích kiểu văn bản này. Thế đây ví dụ văn bản hãy giữ gìn bữa cơm gia đình. Thì cái kiểu văn bản này nó có sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì ở trong phần văn bản này các em sẽ chú ý ở đây người viết nêu được cái vấn đề và thể hiện rõ cái ý kiến về cái hiện tượng là ở từng đoạn, thì các em sẽ có những cái chú thích ở bên này. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi văn bản. Hãy giữ gìn bữa cơm gia đình. Ngày nay, nhiều gia đình do cuộc sống hối hả đã dần mất đi cái thói quen quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình. Phải chăng vì thế mà mối quan hệ gia đình đang ngày càng lạnh nhạt, khiến cho mọi người dần xa cách và không còn cảm thấy ấm áp mỗi khi trở về nhà? Hiểu được điều đó, chúng ta nên duy trì bữa cơm gia đình trong cuộc sống thường nhật. Trước hết, bữa cơm gia đình rất bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những món ăn thường được chế biến bằng những nguyên liệu sạch, được chọn lựa cẩn thận kỹ càng. Hơn nữa, những món ăn ấy được nấu bằng bao tâm huyết của người thân. Phải thấu hiểu khẩu vị, tính cách, tình hình sức khỏe của từng thành viên trong gia đình thì mới có được bữa ăn bổ dưỡng. Do vậy, mỗi món ăn trong bữa cơm gia đình là kết tinh của tình yêu thương, không chỉ giúp ta khỏe mạnh mà còn khiến ta thấy ấm áp hạnh phúc. Quan trọng hơn cả, bữa cơm gia đình là khoảng thời gian quý giá giúp các thành viên trong gia đình gắn bó thấu hiểu nhau hơn. Còn gì hạnh phúc hơn, sau một ngày mệt mỏi với công việc thì ta lại trở về, cùng ăn bữa cơm gia đình, được tâm sự, được thấu hiểu, được lắng nghe và sẻ chia. Thì bữa cơm gia đình cũng là một dịp để mà người lớn trong gia đình dạy bảo con cháu những điều hay, lẽ phải. Một nghiên cứu ở Mỹ trên 1.476 tình nguyện viên thì cho thấy rằng những bữa cơm gia đình sẽ giúp mọi người gắn bó và hợp tác với nhau tốt hơn, do mọi người đều phải điều chỉnh bản thân để hòa hợp với nhu cầu của những người khác. Thì do đó bữa cơm gia đình mang những cái giá trị vật chất, tinh thần quý giá mà chúng ta cần gìn giữ. Cuộc sống bận rộn, ai cũng có công việc riêng, để bữa cơm gia đình không phải là gánh nặng thì mỗi thành viên đều cần phải góp sức. Người đi chợ, người nấu ăn, người rửa chén bát. Hãy để bữa cơm gia đình thắp lửa hạnh phúc trong tim mọi chúng ta. Bài học có chỉnh sửa, tức là bài học của học sinh có đã được chỉnh sửa. Thì các em sẽ chú ý những cái phần chú thích ở bên đây, số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Thì sau khi đọc văn bản trên, em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây. Một, theo em tác giả viết bài nhằm mục đích gì? Thì tác giả viết bài viết này nhằm mục đích là nêu ra tầm quan trọng của bữa cơm gia đình trong cuộc sống của chúng ta. Rồi câu số 2, tìm ý kiến lý lẽ bằng chứng mà tác giả
đã dùng để làm rõ ý kiến đó. Thì ý kiến 1, đó là bữa cơm gia đình rất bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lý lẽ 1, được chế biến bằng những nguyên liệu sạch, được chọn lựa cẩn thận kỹ càng. Lý lẽ 2, không chỉ giúp ta khỏe mạnh mà còn khiến ta thấy ấm áp, hạnh phúc hơn. Rồi tiếp theo là ý kiến 2. Sau một ngày mệt mỏi với công việc, trở về ăn bữa cơm gia đình thì được tâm sự, được thấu hiểu, được lắng nghe và sẻ chia. Thì sẽ có những cái lý lẽ. Đó là dịp để mà người lớn trong gia đình dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải. Ở Mỹ nghiên cứu, bằng chứng là ở Mỹ đã nghiên cứu rằng 1.476 tình nguyện viên cho thấy thì rằng bữa cơm gia đình sẽ giúp mọi người sẽ gắn bó và hợp tác với nhau tốt hơn. Rồi tiếp theo câu 3, chức năng của đoạn mở bài trong bài văn trên là gì? Thì đoạn mở bài giúp người viết nêu ra được cái vấn đề và thể hiện rõ cái ý kiến về bữa cơm gia đình. Số 4, ở phần kết bài, người viết có thể đưa ra những cái đề xuất hành động nào nhằm tạo ra những cái thay đổi tích cực. Đề xuất của người viết trong bài văn trên là gì? Theo em, đề xuất ấy có hợp lý không? Vì sao? Thì đề xuất của người viết ở phần kết là mỗi thành viên đều cần góp sức, người đi chợ, người nấu ăn, người rửa chén bát. Thì theo em cái đề xuất của tác giả là rất hợp lý, vì mỗi thành viên góp phần làm nên bữa cơm gia đình sẽ giúp các thành viên thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn. Tiếp theo câu 5, từ bài viết trên em rút ra được bài học gì về việc viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống? Thì từ bài viết trên em rút ra được, khi viết văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống thì phải đưa ra những ý kiến lý lẽ hợp lý, bên cạnh đó là bằng chứng chứng minh cho lý lẽ của mình. Rồi tiếp theo là đề bài, em hãy viết bài văn khoảng 400 chữ trình bày cái suy nghĩ về một cái hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm. Thì ở đây sẽ có cái hướng dẫn quy trình viết. Thì trước khi viết thì các em cần trả lời các câu hỏi là văn bản này viết nhằm mục đích gì, người đọc bài viết này có thể là ai. Việc trả lời hai câu hỏi trên thì sẽ giúp chúng ta nhận định được cái hướng nhận, tức là chúng sẽ giúp cho các em định hướng được cái nội dung bài viết, cái cách viết tăng hiệu quả giao tiếp hơn. Thì hướng dẫn cái quy trình viết như sau. Bước 1, thì các em sẽ chuẩn bị trước khi viết thì các em sẽ xác định đề tài. Thì các em có thể chọn một trong những cái hiện tượng đời sống bạn quan tâm, ví dụ như là em thần tượng một ai đó, rồi thành lập một câu lạc bộ đọc sách trong nhà trường, bảo tàng liệu có nhàm chán như trong suy nghĩ của một số người, trò chơi điện tử lợi hay là hại. Thì bài viết sẽ hay hơn nếu mà chúng ta lựa chọn những cái hiện tượng đang có những cái ý kiến trái chiều ngược nhau. Thì vì khi ấy bài viết của em sẽ góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn cùng để làm sáng tỏ vấn đề còn đang tranh cãi. Thứ hai, đó là các em sẽ thu thập tư liệu. Thì các em sẽ tìm các nguồn tư liệu liên quan đến hiện tượng mà em muốn viết, như là ở các bài báo, bài nghiên cứu, cuốn sách về cùng chủ đề. Thì các em có thể tìm ở trên các trang web uy tín như ở trong thư viện v.v. Rồi tiếp theo bước 2 là chúng ta sẽ tìm ý và làm dàn ý. Tìm ý thì chúng ta sẽ viết ra những cái ý kiến của mình xoay quanh cái hiện tượng cần bàn luận. Rồi lập dàn ý thì từ các ý kiến đã viết ra thì các em lựa chọn những cái ý kiến nào tiêu biểu nổi bật để mà lập dàn ý, bằng cách là chọn lọc, sắp xếp, triển khai cái ý cho phù hợp với yêu cầu của đề bài. Thì dàn ý thì cần đảm bảo cái ý tốt của bài văn nghị luận. Thì cần đảm bảo cái ý tốt, đó là ý kiến của em về hiện tượng này là gì, lý lẽ và bằng chứng. Rồi các em sẽ sắp xếp cái lý lẽ theo cái trình tự hợp lý. Bước 3 là viết bài. Thì từ cái dàn ý đã lập thì các em sẽ viết thành bài văn hoàn chỉnh. Thì các em sẽ viết theo một số gợi ý như là
Để cái bài văn của mình được mạch lạc rõ ràng thì chúng ta cần có những cái câu văn nêu cái ý kiến và sử dụng từ có chức năng để chuyển ý. Thì các em có thể sử dụng các trích dẫn hoặc là danh ngôn để mà tăng sức thuyết phục cho bài viết của mình. Chú ý đến người đọc và mục đích viết để mà chọn từ ngữ. Rồi bước 4 thì các em sẽ xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm. Xem lại và chỉnh sửa thì sau khi viết xong thì các em hãy đọc lại bài viết của mình và chỉnh sửa theo những cái gợi ý nêu ở trong cái bảng kiểm bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng dưới đây. Thì cái bảng kiểm này sẽ gồm các phần của bài viết đó, mở bài, thân bài, kết bài thì nội dung kiểm tra. Thì cái nào đạt hay chưa đạt thì các em sẽ đánh dấu vào. Rồi rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm thì từ bài viết của mình thì các em sẽ rút kinh nghiệm gì về cái việc viết một bài văn trình bày cái ý kiến của về một cái hiện tượng trong đời sống. Thì sau đây các em sẽ cùng tham khảo một cái bài viết như sau. Ngày nay vấn đề giữ gìn vệ sinh trường lớp chính là một trong những cái vấn đề nghiêm trọng và đáng quan tâm hàng đầu tại mỗi cơ sở giáo dục. Nếu như so sánh với nước Nhật thì rõ ràng cách giáo dục học sinh Việt Nam còn thiếu sót ở những cái việc học sinh chưa tự ý thức được cái việc giữ gìn vệ sinh chung của trường lớp nơi mình theo học. Đồng thời chúng ta chưa nhận thức được cái giá trị của sức lao động và ý nghĩa của việc giữ cho trường lớp sạch sẽ. Trong chính các lớp học, hành lang, sân trường hay là bất cứ chỗ nào có học sinh đi qua, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy những cái loại rác được vứt lại đủ tất cả các loại. Thì bên cạnh các bạn học sinh có ý thức tốt trong việc vứt rác đúng nơi quy định, thì luôn giữ gìn vệ sinh trường lớp thật tốt thì số còn lại chưa làm được như vậy. Các bạn thường bà đâu vứt rác ở đó, chẳng cần quan tâm đến việc bỏ rác đó sẽ đâu, đi đâu, về đâu. Hậu quả là việc vứt rác bừa bãi có thể là nhìn thấy rất rõ, đó là việc nguy hại trầm trọng đến vệ sinh của trường học khiến cho các nhân viên vệ sinh của trường phải gồng mình dọn dẹp giữ gìn cho vệ sinh chung. Vì vậy giải pháp chính là việc nâng cao ý thức cho chính mọi học sinh và cá nhân trong trường. Thì phải làm sao để ai cũng có ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường lớp chính là bài học quan trọng cần khắc cốt ghi tâm khi đến trường. Đồng thời nhà trường và gia đình cũng cần dạy các em giá trị của sức lao động để các em biết trân trọng sức lao động của những người khác và có ý thức tập thể cao. Tóm lại, việc vứt rác ở trong trường, lớp của học sinh là việc làm, thể hiện cái ý thức kém văn minh và ứng xử thiếu văn minh của học sinh. Vì vậy, mọi học sinh đều cần thể hiện cái hành động giữ gìn vệ sinh trường lớp thật tốt bên cạnh việc học hành chăm chỉ ở trường. Rồi tiếp theo là phần nói và nghe. Nói và nghe trình bày về ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Thì bước 1 chúng ta sẽ xác định cái đề tài, thời gian và không gian nói. Thứ hai là tìm ý, lập dàn ý. Bước 3 là chúng ta sẽ luyện tập và trình bày. Bước 4 là trao đổi và đánh giá. Thì tóm lại, cô sẽ rút ngắn lại ở đây. Đó là phần nói và nghe. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ xác định đề tài, thời gian và không gian nói. Thì bài nói này nhằm mục đích cho người nghe hiểu được thế nào là sống ảo và những cái hệ quả mà sống ảo gây ra đối với con người. Nghe thầy, cô, giáo và các bạn cùng lớp, em dự định nói trong tiết học của văn của lớp trong khoảng là 45 phút. Rồi em dành 30 phút để trao đổi về các vấn đề thắc mắc của người nghe. Bước 2 là chúng ta sẽ tìm ý, lập dàn ý. Thì các em sẽ tìm hình ảnh, video, sơ đồ để mà tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình. Rồi dự kiến và các ý kiến phản biện và chuẩn bị phản hồi. Bước 3 là luyện tập và trình bày. Thì khi luyện tập các em cần chú ý là lựa chọn các từ ngữ phù hợp với văn nói nè, chuẩn bị phần mở đầu và kết thúc hấp dẫn. Khi trình bày thì các em cần dựa vào phần tóm tắt nè, trình bày từ khái quát đến cụ thể, kết nối các tư liệu và chú ý tương tác với khán giả.
Bước 4 là trao đổi và đánh giá, thì các em cần chú ý trao đổi với người nghe về bài nói của mình và bài đánh giá và đánh giá bài nói của bạn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Chương trời sáng tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.